À vâng. Mình hội đồng gia tộc. Vâng. Và ông ở đây là cũng là thành viên của hội đồng gia tộc. Ông Siêng à? Không. À không, vâng. Đúng rồi, vâng. Cháu đây là chủ nhiệm phó đường Thành Phong. Vâng. Ông gọi điện chưa? À đi ô tô, đi ô tô. Vâng. Đấy. Cháu định à. Thank you.
từ đi bạn sắp kia bạn kia. Vào một đứng ở vào tế nhưng năm nay nó hơi khác hơn mọi năm vì chúng ta vừa tu bổ nhà thờ xong, đồng thời ngày 25 tháng 2 vừa rồi hội đồng gia tộc đã tìm thấy một nhánh của cụ Như Đoán, con trai của cụ Hoàng Thúc Đức, cháu lội của cụ Hoàng Thúc Minh. Chúng tôi đã nhận đây là họ của dòng họ nhà ta. Thế thì đấy là báo cáo các cụ hôm nay là họ ở Phù Lưu. Từ nay ta dùng cái chữ Phù Lưu cho dễ. Họ ở Phù Lưu hôm nay ra được khoảng 50 người. Thế mà họ dọn vẹn ra cũng là 50 người. Đây. Quay đây. Báo cáo các cụ là có thể nói hôm nay là chúng ta đông đủ nhất. Từ trước đến nay, hôm nay là chúng ta đã đủ 3 anh em. Người anh cả thì ở Trương Cú. Quay ra đây. Người em út thì ở Cượng Vẹ. Đấy là báo cáo các cụ là sơ qua về tình hình cái buổi lễ dỗ tổ hôm nay. Tôi xin giới thiệu chương trình. Báo cáo các cụ và các bà, trước khi giới thiệu chương trình, tôi xin nói qua một số cái tình hình. Chúng tôi quá trình họ báo cáo các cụ là năm Nhâm Thìn. Tôi mới cùng quý nhiều đây. Đi tìm họ có các cái thông tin như sau, cho nên chúng tôi đặt vấn đề phải đi tìm cho được. Thế thì báo cáo các cụ là thứ nhất là tin của ông Hợi ở Thượng Vệ và một số ông nữa cũng ở Thượng Vệ nói rằng ở Phù Lưu Hòa ta còn một nhánh nữa, nhưng vì các ông ấy là em cho nên không dám, phải đợi nếu khi nào anh nhận thì người em mới dám. Đấy là cái khiêm tốn quá, lâm chân để nông quá. Đấy là cái ít thông tin thứ nhất. Thông tin thứ hai là ông cụ thân sinh cho tôi lúc còn sống thì thường nói với tôi rằng họ nhà ta còn một nhánh ở Phù Lưu. Đấy là cái thông tin thứ hai. Thông tin thứ ba là ông Đảm lúc bé có biết là ở Phù Lưu rất hay ra là ông Đảm, tức là nhiều cụ thô. Vì ở Phù Lưu có hai ngôi mộ để ở Đức Phú. Thế thì chỉ biết là để ông mồ, thế có cái sa bàn, thế nhưng mà này, ông thứ đưa cho ông trưởng cho kính cho ông trưởng không biết để lãnh đâu vẫn đang tìm. Thế thì đấy là những cái căn cứ như vậy. Đồng thời cũng căn cứ nữa là cách đây 70 năm Chi Ba đã có các cụ vào thượng vào Phù Lưu để vì đi chăn vịt. Thế thì trong đó có cụ ba nhà tôi của ông Quyện này thì là ông mộ, nói chung là Chi Ba đã có vào đấy chăn vịt. Thường trú chân ở Phù Lưu rồi sau đó mới vào Thượng Lệ. Thế thì
báo cáo các cụ đây là những thông tin chi tiết. Nếu có điều kiện, chúng tôi giải thích sâu từng vấn đề một, nhưng ngay thời gian không có, cũng xin thông báo trước khi nhận họ. Thế chúng tôi đã vào phủ lưu, và phủ lưu đã ra đây hai lần. Chúng tôi đã đối chiếu toàn bộ hồ sơ và chúng tôi thấy rằng những căn cứ đó đã đủ. Cũng dự đoán không phải như chúng ta nghĩ cũng ở đâu, và hôm nay chính thức họ ta đã có một nhánh nữa, tức là cụ thứ hai, tức là con trai của cụ Hoàng Phúc Đức, con thứ hai của cụ Hoàng Phúc Đức. Tôi sẽ tập quá như vậy. Đây đấy là báo cáo qua các tình hình như vậy. Thế chương trình hôm nay, báo cáo các cụ con các bà, tôi giới thiệu chương trình. Thứ nhất là giới thiệu các đoàn, sau đó là mời đoàn của phủ lưu là người mới nhập họ hôm nay thì nên được ưu tiên phát biểu trước, sau đó xin mời họ ở thượng về, và cuối cùng xin mời đoàn của Hà Nội thay mặt cho dòng họ Hoàng ở Dương Phú phát biểu ý kiến. Đấy là cái phần giới thiệu thứ nhất. Cái thứ hai, sau đó thì ông Siêng sẽ báo cáo sơ bộ về tình hình kinh tế của họ ta trong năm 2014. Sau đó phụ lục sẽ đọc danh sách các cháu được khen thưởng năm 2013 và 2014. Cuối cùng là phụ quý sẽ cùng các trưởng chi, hôm nay có thêm chi năm. Có thêm chi năm, mỗi hôm có 4, hôm nay thêm 5, tức là có 5 người như phụ quý lên để làm lễ dỗ tổ. Đấy là cái chương trình. Thế sau đó thì đến đội tế. Đội tế làm việc xong thì đến đội kỳ tân múa, để tức là để phục vụ tổ mà cũng đồng thời để phục vụ anh em ruột thịt trong dòng họ. Đấy là cái chương trình hôm nay. Để tiếp theo chương trình, tôi xin mời đoàn phù lưu lên phát biểu. Kính thưa các cụ bề trên và các bậc cao niên, kính thưa toàn thể bà con trong dòng họ, thật khó có thể tìm được lời nào để diễn tả được đầy đủ những suy nghĩ và tình cảm của chúng tôi, những người họ Hoàng Phù Lưu khi trở về cố hương để được tham gia lần đầu tiên tổ chức sinh nhật của tổ. Chúng tôi chỉ nói được rằng chúng tôi hết sức hạnh phúc và vô cùng xúc động. Kính thưa toàn thể các cụ, thưa toàn thể bà con, trong không khí thiêng liêng, trang trọng và phấn khởi này, cho phép tôi được thay mặt bà con họ Hoàng ở Phù Lưu xin kính chúc các cụ bề trên, các bậc cao niên cùng toàn thể bà con trong dòng họ chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành đạt. Kính thưa toàn thể dòng họ, cách đây trên 400 năm, cụ Hoàng Như Đoán, cụ tổ của nhánh họ Hoàng Phù Lưu chúng tôi đã rời xa quê hương Dương Phúc, Kim Động, Hưng Yên để ra đi tìm đường mưu sinh và xây dựng sự nghiệp. Trải qua bao gian truân vất vả, cuối cùng người đã tìm được bến đỗ là làng Dầu thuộc tộc Phù Lưu, nay là xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Phù Lưu quê tôi có dòng sông đáy vắt qua, dòng sông mênh mông, khi đầy, khi cạn, nhưng dòng chảy chưa bao giờ ngưng nghỉ. Nó mang theo những hạt phù sa bồi lắng cho hai bên bờ, làm cho đất đai nơi đó ngày càng nhìn chiêu màu mỡ. Cụ tổ nhánh họ Hoàng của chúng tôi là một trong những hạt phù sa như thế. Cụ đã cần mẫn khai cẩn đất hoang, sinh cơ lập nghiệp, xây dựng gia đình, nuôi dạy con cháu nên người. Cùng với thời gian, với biết bao diễn biến thăng trầm của lịch sử, để đến hôm nay có cả một họ Hoàng ở Phù Lưu, có với các dòng họ khác ở địa phương, họ Hoàng là một dòng họ có uy tín lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Người họ Hoàng Phù Lưu dù ở
quan cấp cao trong lực lượng vũ trang hay lực lượng an ninh, là doanh nhân thành đạt, là cử nhân, bác sĩ, kỹ sư hay là những công nhân lành nghề, những nông dân thuần túy đều có nhu cầu phẩm chất chân thật, kiên cường, giản dị và luôn đoàn kết, yêu thương, chăm lo giúp đỡ lẫn nhau. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể dòng họ, ông cha ta đã dạy: con chim có tổ, con người có tâm. Từ bao đời nay chúng tôi luôn khắc khoải tổ của mình từ đâu mà đến, nhân dân là ai, gia cảnh thế nào, nghĩa vai nơi đó ra sao. Và rồi như thế cơ duyên đã đến, vào một ngày của năm 2012, đoàn đại diện họ Hoàng Tài có ông Quý Ông Doanh, ông Đảng dẫn đầu đã có cuộc viếng thăm Hồ Lư với câu nói của các ông hết sức bỏ mạng giản dị như đầy đặn tính nhân văn. Mất người thì phải tìm người, câu nói đó mọi người trong anh họ cũng được vẫn còn nhớ mãi và đã mở ra cho chúng tôi một hướng đi đúng đắn, ngắn gọn và chính xác để tìm về nguồn cội. Ban đại diện họ Hoàng ở Hồ Lư và hội đồng gia tộc họ Hoàng Tài đã nhiều lần gặp gỡ hội thảo đối chiếu khảo cứu hồ sơ tập phả, kết hợp với ý kiến tư vấn của các nhà ngoại cảm tâm linh tân tiến, nên đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, năm 2015, hai ban đại diện đã chính thức thống nhất quyết định họ Hoàng Hồ Lư là một ngành của họ Hoàng Tài đã bị thất lạc từ 94 năm trước. Có thể nói cái duyên đi tìm nhau sau bao lâu mới có cơ để được gặp. Phải chăng cuộc tụ cùng này là kết quả tổng hòa của các tư tưởng tìm kiếm đầy đặn tính nhân văn và từ anh linh vai tạng rất thường chỉ với của tổ? Tôi có linh cảm rằng ở trên cao tổ của chúng ta cũng đọc người mãn nguyện, vì người có người được chứng kiến hậu duệ đầy đủ của ba nhánh họ Hoàng lần đầu tiên được đoàn viên một tụ. Tôi xin phép thay mặt bà con họ Hoàng của Hồ Lư xin được tri ân và tạ tội trước chân linh của người. Kính thưa bà con trong dòng họ, tôi mong rằng rồi đây họ giúp đỡ chúng tôi thật nhiều để chúng tôi sớm hòa nhập với nền nếp hoạt động chung của dòng họ. Cuối cùng, một lần nữa, tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể dòng họ luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc dòng họ Hoàng của chúng ta đoàn kết và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Xin cảm ơn. Đề nghị các cụ không vất vả một xin một tràng vỗ tay thật dài. Xin trân trọng kính mời đoàn thượng về nên có đôi lời tâm sự. Kính thưa các cụ và kính thưa tất cả các vị đại biểu, kính cả công các bà trong dòng họ Hoàng. Thế thì tôi là đại diện cho ở bên Mỹ Đức. Thế thì xin báo cáo các cụ như này, bởi vì là ở bên Mỹ Đức là chúng tôi là con cháu phụ hoàng Tam Lan. Thế thì ông cha nhà chúng tôi từ xuất phát tiền thân từ ở đây và ra đi, và trong đó để làm kinh tế hoặc đi một cái gì đó chúng tôi cũng nắm được. Sau khi chỉ được chỉ dẫn của các cụ là gì, quê hương chính thức của cụ Hoàng Tam Lan là ở đây. Vì thế cho nên là cụ đã dặn dò con cháu ở quê hương ghi vào văn giấy. Vì thế ở trong văn giấy chúng tôi mới có một cái câu như thế này: Hương Yên tỉnh Hạ, Kim Độc của huyện Thành, Dưỡng Phú cố hương, Giang Sơn đại biểu. Đây cũng là cái mức của các cụ dặn lại con cháu trong trở về mà luôn luôn nhớ về đất tổ. Thế thì lời đầu tiên tôi thay mặt trong viên Mỹ Đức xin kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà, tất cả trong dòng họ Hoàng của ta bên này mạnh khỏe và thân phận nhất. Để kính thưa các cụ, cái ngày hôm nay các cụ bên này cũng là tổ chức cái chỗ thường niên như hàng năm. Thế thì hôm nay chúng tôi là đại biểu ở bên kia là sang bên này để dự cái lễ tổ cùng với các cụ, công các bà. Thì trong này là có đời 11 và những cái đời tiếp theo. Trong đó thì có đoàn tế
thì trong đoàn thế là toàn là con dâu họ cả. Thế thì ông sang đây cái thứ nhất là tâm nguyện sang để và phục vụ để lãnh đạo. Sau nữa cũng lại tham có những người chưa hay bao giờ. Thì mục đích sang đây cũng để mà thăm hương quê hương của cụ tổ Hoàng Tam Lang nhà tôi bên Mỹ Đức. Thế thì hôm nay là chúng tôi là sang đây. Thế thì bây giờ cũng là được tự giới thiệu lên phát biểu và đồng thời cũng lại được dự mà cái buổi lễ hôm nay là tập trung của ba nơi mà năm nay mới lại là được hội tụ chung của con cháu của ông Đức. Thế thì sang đến đây thì chúng tôi cũng được sự tiếp đón của tất cả các cụ trong các bà và đón tiếp của bên nước chúng tôi. Thì tôi là diện thêm bên Đức thì xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ và công các bà và chúc buổi lễ ngày hôm nay làm sao ta giữ được cái khối đoàn kết và luôn luôn nhớ đến đất tổ về cội nguồn mà ta cũng có những cái khó khăn gì thì ta cũng nên cộng tác để chia sẻ. Thì cuối cùng là tôi xin chúc cho tất cả các cụ và các bà mạnh khỏe và bình an. Xin trân trọng kính mời đoàn của Hà Nội thay mặt cho họ Hoàng Tự Phú lên phát biểu. Trước hết, tôi xin thay mặt cho con cháu Hoàng Đại Tộc ở khu vực Hà Nội. Và tôi xin ngoặc ra ngoặc vào, trước đây chúng tôi còn sinh hoạt với chi của Thạc Vệ. Nhưng bây giờ Thạc Vệ cũng về Hà Nội rồi, cho nên tôi gọi là Hà Nội. Hôm nay, tôi cũng không phải tâm sự. Nhưng có một cái điều để vui mừng báo cáo với họ rằng tôi là đời thứ 12 cho nên xin phép hôm nay được gọi đúng vị trí của nó. Tôi hiện nay không còn có cụ nào cả, chỉ có các bác, các chú, các thím, các cô cùng toàn thể anh em con cháu và đại tộc. 21 năm nay chúng tôi biết phải mang dòng máu của Hoàng Đại Tộc. Chính vì thế, cho nên chúng tôi đã tổ chức chung họp với nhau để nhận họ, nhận hàng. Nếu không, thì chúng ta sẽ trở thành những cái nơi lộn xộn trong mối quan hệ của xã hội. Vì họ ta đông, mà không thậm chí đến nay, mà nếu chúng ta không tổ chức sinh hoạt, không bao giờ có để mà dưới hướng về anh linh của Hoàng Đại Tộc. Cho nên 21 năm nay, chúng tôi đã cùng với anh chị em Thạc Vệ và nhất là những anh em ở địa bàn dân cư này, ở dân phú này, đã tổ chức họp mặt với nhau. Chúng tôi sống với nhau tình cảm và hướng về Hoàng Đại Tộc. Và cũng chính nhờ anh linh của Hoàng Đại Tộc tiên tổ chúng ta cho nên chúng tôi cũng phát triển về mặt kinh tế xã hội vân vân. Cho nên trước hết phải nói nguồn gốc để chúng ta hiểu và thấu cảm. Thứ hai, trước hôm nay dỗ tổ lần này có khác với mọi khi là chúng ta nhận một họ mới như lời của chú Doanh đã giải thích. Trước đây tôi nghĩ tôi chưa công nhận vì tôi chưa được giải thích. Và tôi có nói với chú Quý rằng các chú phải khéo làm thế nào cho con cháu chúng ta nhận họ nhưng phải tâm phục khẩu phục. Và quả thực hôm nay tôi mới có đầy đủ những cái nhận thức đạt được những cái sự giải thích của Hoàng Đại Tộc thì chúng tôi công nhận là một nhánh, nói một cách khác, tức là cụ này là đời thứ hai, đời thứ ba, chị nói, gọi ông tổ chúng ta bằng ông nội, ông mới là ông thứ hai, ông thứ nhất là sinh tôi nảy nở ở làm bạn trước phú. Tôi xin giải chính lại nãy của ông với anh gì nói, đây là trương phú, chứ không phải trương phú, là thứ nhất. Thứ hai, là cái ông hôm nay, ông này là ông thứ hai, còn ông thứ ba là ông người Thạc Vệ.
Và như lúc nãy các ông đã nói là ông Hoàng Tam Lang, tôi lại xin ngoặc ra ngoặc vào. Tôi đến đầu đây, tôi hỏi anh ở chi nào? Bảo chi thằng rể. Chi thằng rể ông tổ anh là ông gì? Nhưng có người, 3-4-5 người không biết tên tổ. Cho nên xin phép Hoàng Đại Đồng, chúng ta phải nói cho con cho cháu biết ông tổ của ta là gì. Ta không việc gì phải đúng kiếm cả. Ta đừng sợ có những kẻ nào nó xỏ lá, nó chửi ta. Cũng đúng đâu, nó chửi ta thì nó chết trước. Phải không ạ? Cho nên, là cần phải giáo dục cho con cháu biết hết tên các cụ nhà mình. Điểm thứ ba, tôi thì không phải là một cái nhà trích giả. Nhưng, nếu những ai có tâm huyết và nên nghiên cứu ở cái nhà thờ này, trong câu đối ở đây, trong câu đầu, các cụ ta rất thông minh. Không có đâu một cái nhà thờ lại nói những câu rất là có mang tính quy tụ. Ví dụ nhà thờ ta đây, trong câu đối đề là gì? Miếu đông tỉnh đây, nam 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 bắc chùa. Tức là nói một cái khác, các cụ rất thông minh, coi đây là một cái trung tâm của đạo Phật, của lễ Phật, của dòng họ. Cho nên rằng tôi cảm thấy từ khi tôi được giải thích thì tôi càng thấy gắn bó và nhớ đến tiên tổ các cụ ta ngày xưa. Và chúng tôi nguyện cùng với toàn thể bà con, hôm nay ta mới nhận họ, chúng ta đoàn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi mặt và hướng về tiên tổ. Các nhất là các cái ngày lễ, chúng tôi cũng thấy đấy là một cái điều mà chúng ta nguyện phải đi theo tiên tổ chúng ta đã dạy, và chính các cụ mới là cái người mà chúng ta phải noi theo và hướng về tiên tổ. Xin cảm ơn Hoàng Đại Đồng, và xin chúc Hoàng Đại Đồng chúng ta càng ngày càng phát triển mà càng đi lên. Xin cảm ơn. Xin trân trọng kính mời ông Siêng lên báo cáo kinh tế của họ ta năm 2014, báo tóm tắt vì tất cả các cái hồ sơ là chúng tôi đã gửi cho các chi thảo luận rồi. Xin mời ông Siêng. Trước hết cháu thay mặt cho ban thư ký và hội đồng nhân tộc thì xin chúc sức khỏe các cụ, ông các bà và toàn thể anh chị em trong họ hoàng đại chúng ta hôm nay ở đây mạnh khỏe. Thế trước hết thì cũng xin báo cáo các cụ hôm nay để có cái công việc, và cũng như là tất cả các cái quỹ và cũng thu chi, thì đến giờ này thì cũng xin báo cáo các cụ các ông là cháu sẽ thông qua một số cái danh sách công đức của năm 2014 tới 25 tháng 2 vừa rồi của năm 2015, để các cụ biết được trong quá trình xây dựng thì có các thành viên trong họ ra là có đã có tâm huyết để tâm đức cùng với họ để trở sang thủ tu được nhà Phật. Một, ông Hoàng Văn Cứ chi 3 700 ngàn đồng. 2. Hoàng Thị Thanh chi 2 100 ngàn. Hoàng Thị Oanh chi 2 100 ngàn. Hoàng Thị Sinh chi 3 200 ngàn. Hoàng Minh Châu chi 3 4 triệu 200 ngàn đồng. Hoàng Bá Giang chi 3 4 triệu đồng. Hoàng Quang Minh chi 3 4 triệu 400 ngàn đồng. Hoàng Bá Giang chi 3 500 ngàn đồng. Hoàng Thị Yên chi 3 100 ngàn đồng. Hoàng Thị Dự chi 3 100 ngàn đồng. Hoàng Thị Tuyến chi 1 200 ngàn đồng. Tổ phá rỡ
công trình ở nhà thờ ta là công đức 100.000 đồng, bán một cây nhãn 300.000 đồng, Hoàng Thị Hằng chi 1 500.000 đồng, Hoàng Văn Đạo chi 3 5 triệu đồng, Hoàng Văn Viện chi 1 1 triệu đồng, Hoàng Thị Quyên chi 1 500.000 đồng, Hoàng Thị Ngân chi 3 1 triệu đồng, các con cháu cùng 10 500.000 đồng, Thành Dũng Thắng con ông Thanh 10 triệu đồng, Mậu Mạnh Thu con ông Hậu Hồi 15 triệu đồng, Thợ Ngọc Mái 100.000 đồng, Dũng Ngọc Thanh bán đồ thờ cho họ đấy là 500.000 đồng, Hoàng Văn Bắc 180.000 đồng, Ngô Văn Đạt thợ điện 100.000 đồng, Hoàng Mạnh Hà chi 1 1 triệu đồng, Hoàng Văn Chiến chi 1 3 triệu đồng, Hoàng Thị Đúng chi 1 200.000 đồng, Hoàng Thị Vân chi 2 300.000 đồng, Hoàng Văn Bình chi 3 1 triệu đồng, Hoàng Văn Thành chi 2 16 triệu 600.000 đồng, Hoàng Văn Bính chi 1 2 triệu đồng, Hoàng Văn Trung chi 2 15 triệu đồng, Hoàng Thị Hạnh chi 2 1 triệu đồng, Hoàng Ngọc Anh chi 2 18 triệu đồng, Hoàng Văn Quyết chi 2 3 triệu đồng, Hoàng Văn Minh chi 3 600.000 đồng. Tiền sau khi chúng ta nát nền gạch này vừa, chúng ta có chuyển đổi thành 1.800.000 đồng, bán chiếc cổng cũ 500.000 đồng, và dòng họ Nguyễn Hoàng ở Thanh Vân, Mỹ Đức, Hà Nội 25 triệu đồng. Và cũng xin báo cáo cùng ông là đến giờ này là phần công đức đã được như sau: Trần Thị Vân con bà Hoàng Thị Lan 200.000 đồng, Hoàng Thị Lan cộng với cháu Trần Đình Chiến 300.000 đồng chi 1, Hoàng Xuân Quý chi 1 200.000 đồng, Hoàng Tuấn Tú chi 1 100.000 đồng, Hoàng Minh Châu chi 1 200.000 đồng, họ Nguyễn Hoàng đồng rồi, Hoàng Anh Tài chi 1 300.000 đồng, Hoàng Văn Dư chi 2 500.000 đồng, Hoàng Thị Lan chi 2 100.000 đồng, Hoàng Lan Uyên chi 2 100.000 đồng, Hoàng Thị Hiểu chi 2 1.500.000 đồng, Hoàng Văn Thái chi 1 300.000 đồng, Hoàng Văn Mạnh chi 1 300.000 đồng, Hoàng Văn Huấn chi 1 300.000 đồng, Hoàng Văn Thắng chi 1 300.000 đồng, Hoàng Minh Đức chi 1 100.000 đồng, và ông Ngô Hoàng Bính chi 1 là 500.000 đồng. Thế xin báo cáo các cụ công là riêng cái phần vừa đọc lên công đức thì cháu chưa cộng được. Thế nhưng mà tính đến ngày hôm qua thì cũng xin báo cáo như sau: trước hết về số tiền công đức mà trong quá trình chúng ta tu sửa nhà thờ đến ngày 25 tháng 2 là chúng ta đã có 138.380.000. Hai là phần đóng góp các xuất tinh, ví dụ như là xuất tinh nam và các ngàn đâu là có 1.025 xuất bằng 205 triệu, những 200.000 đồng bằng 205 triệu đồng. Quỹ của năm 2013 chuyển sang 14 còn dư là 72.644.000. Tổng cộng phần thu đến ngày 25 tháng 2 vừa rồi, báo cáo cụ công là quỹ chúng ta có 416.024.000. Về phần chi như sau: trước hết là chi xây dựng, về phần xây dựng khuôn viên nhà thờ là hết 279.721.500 đồng, và các phần chi khác trong việc của họ nhà thờ họ hết 7.540.000 đồng. Tổng cộng phần chi là 287.261.500 đồng. Thì giữa so sánh giữa thu và chi thì cũng xin báo cáo cùng các ông là quỹ của họ ta dư đến ngày 25 là 128.762.500 đồng. Thế là cái phần thứ nhất là phần tài chính. Phần thứ hai thì báo cáo tổng hợp các xuất tinh trong dòng họ tại dưỡng phú chúng ta như sau: một là số đinh nam là chúng ta hiện tại bây giờ là có con đấy, từ các cụ cho đến các cháu mới sinh là có 621 xuất sinh nam. Báo cáo các cụ công là riêng về con trai trong dòng họ ở Diễn Phú là có 621, và cộng với các nàng dâu của trong các đời là có 404. Tổng cộng báo cáo các cụ công là chúng ta có 1.205 xuất cộng đinh cộng với các nàng dâu. Báo cáo các cụ công thì được sự ủy quyền của hội đồng gia tộc thì có khi báo cáo một số cái phần tức là thu chi về tài chính.
mời cụ Lục lên đọc danh sách các cháu học sinh giỏi cấp 1, cấp 2, cấp 3 và các cháu đỗ đại học năm 2013-14. Xin mời cụ Lục. Mặt cho đồng hội đồng dân tộc hàng năm thì xin báo cáo lại là tất cả các cái số học sinh giỏi trong dòng họ năm vừa qua, tức là năm 2013 và năm qua thì năm nay dòng họ chúng ta phát triển được. Và thì chị Ngọc thì gồm có Hoàng Nguyên Nghĩa, Hoàng Phương Hoa, Hoàng Quỳnh Anh, Hoàng Minh Trang, Hoàng Vinh, Hoàng Minh Tâm, Hoàng Vĩ Trung, Hoàng Thị Phương Anh, Hoàng Thị Huệ Hiền, Hoàng Văn Hải, Hoàng Nguyễn Hiếu, Hoàng Thị Yên, Hoàng Đức Huy, Hoàng Thị Đức Lan. Như vậy là tổng số 14 cháu thì có 2 cháu đại học và với một số ở và hiện nay còn là 3. Như vậy là còn của công thêm thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Tổng số kể cả đại học và
cái áo mấy cả cái đĩa mà. Áo gì, áo để làm gì? Trước khi để chuẩn bị lễ tổ, xin báo cáo là các cháu ở Phù Lưu có gửi tặng họ ta một cái đĩa, tức là quá trình hoạt động của cái đoàn ở đây, và hai bộ quần áo khen để làm kỷ niệm nhân cái ngày người ta nhận họ hôm nay. Đề nghị các cụ là hoan hô toàn thể dân. Trước khi để đảm bảo buổi lễ rất trang nghiêm, xin trân trọng mời tất cả các cô, các ông, các bà và tất cả anh em trong dòng họ ta đứng dậy để làm lễ tổ tổ. Các cô đứng yên tại chỗ thôi. Cô chuyển sang đây. Vâng, thì cháu tặng lên. Vâng. Đây. Cháu là võ sư Hoàng Đình Phong, là quê hương là họ Hoàng Phù Lưu. Thì hôm nay nhân nhật họ và tổ tổ, thì cháu xin phép được tặng cho các cụ họ Hoàng Phù Lưu. Các cụ họ Hoàng Dương Phú, vâng, các cụ họ Hoàng ở Mỹ Đức và đại diện ở Hà Nội, coi như ba cái áo của võ Đường Đình Phong cũng như là cái đĩa võ, và xin phép cháu xin phép rồi. Xin mời cụ quý và tất cả các bác, các anh, các cháu ở trong các trưởng chi ta bắt đầu làm lễ. Mời đội trống quý ta đánh trống lễ. Dùng mùa đi, dùng đi, dùng đi.
Thank you.
bảo cho buổi lễ được tiếp tục, xin mời đội tế chuẩn bị, mời tất cả các cụ bề trên của ông cụ bà, xin mời vào trong từ đường để ta ấy các cụ ngồi cho đỡ mỏi. Còn tất cả đã quan trọng. Đi xuống dưới này. Vâng 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 vâng. Thank you.
Alo, bà đại. Xuống để đồ tế làm.
từ khắp muôn phương về đây tụ hội. Trước ngôi nhà thờ khang trang thâm kính, chúng con đại diện cho các thế hệ con dâu của dòng tộc thành kính trang nghiêm, xin dâng nén hương thơm trước án thờ tiên tổ, nguyện cầu cho những người đi xa mạnh khỏe an khang, người ở lại bình an no ấm, cùng chung tay vun đắp cho ngàn năm gốc rễ vững bền, cho ngàn năm cháu con vinh danh hưng thịnh. Bà con nội ngoài gần xa đường miếng trầu cây diệu đồng nâng chén, ghi lòng tạ dạ ân đức tổ tiên. Nhớ câu máu chảy ruột mềm keo sơn tình huyết thống, dù ai cách biệt góc bể chân trời, nhưng nguồn cội ông bà tiên tổ vẫn khắc sâu trong tâm cốt mỗi người. Lòng chung lòng hướng về nơi tổ tiên tọa lạc, tay chung tay xây dựng cơ đồ đức tổ ngàn xưa để lại, cho dòng họ ngày một thơm hoa kết trái, bốn mùa tươi xanh, bốn mùa hoa trái, phúc lộc muôn đời. Trong lan tỏa hương trầm, con người và trời đất như cùng giao cảm hành ngộ nơi hội tụ. Chúng con xin cầu cho mọi người, cầu cho mọi nhà, cầu cho tất cả cháu con, cầu cho cuộc đời giữ mãi thủy chung không quên nguồn cội. Nén hương dâng lễ tế hôm nay là chút lòng thành đối với ân thân. Chúng con đại diện cho các tầng lớp con dâu trong nội tộc xin vào làm lễ dâng hương kính tế tổ đường. Còn vương chút lo
miền tiêu dao tự tại đứng lên bồ đề. Nam mô hương dâng cung tiến tổ đường, nam mô hương dâng cung tiến tổ đường, nam mô hương dâng cung tiến tổ đường.
Thank you.
ở chỗ 15 đấy ạ, 15 tới đấy ạ, chủ nhật đấy ạ. Rồi. 13 tháng 10 nhưng 15 là dỗ cụ thiêng, là 13 tháng 10 là dỗ tổ. Thank you.
và cũng tiến tỏ đường. Ngày gửi tổ mười phương rạng rỡ, đất tổ tông muôn thuở sáng ngời, ngẩng trông phúc ấm nối đời, đế tổ tổ đại về nơi từ đường, để con cháu lửa hương phụng sự, nghìn năm sau xuân tự thu thường. Nhớ ân thâm nhớ tổ tiên về trước, từ dưỡng phố chính nghĩa phim động Hưng Yên, tắm được tình quê tiền nhân họ Hoàng ta, người anh cả ở lại quê nhà, huynh đệ hai em quyết chí ra đi, trời mở phương Tây một cõi, chọn đất lành mỹ đức ứng hòa, có núi cao đồng rộng sông sâu trăm phần tráng lệ. Người đã khai sáng canh cư bắc cầu làm phúc, mở chợ xây chùa quay đê ngăn lũ, dựng nhà thờ từ đường trong việc lớn đã làm, kết nhân nghĩa chọn gia phong phúc đức, trổ trồi nở hoa kết nghiệp tiền nhân, làm dạng danh gia thế. Nhớ ngày giỗ không quên tiên tổ, khi nghèo thì đĩa muối đĩa rau, dạ cung kính ngọn hương bát nước, lúc vật lên nay tế lễ dâng ngài, đại tộc Hoàng Nguyễn vẫn luôn đời chiếu rọi, xuân thu sương nắng nhưng phúc ấm trường lưu vạn thế. Ngọc tuổi dễ sinh ra như hoa nở, nào ông Hồi ông Hương ông Chánh ông Đồ, có cả quan lang mường vang mường võ, nội tộc kính thành ngoại dân phụng sự, các nhánh họ sinh ra như hoa thơm quả quý, mấy trăm năm mấy tình địa ba đào, vẫn vững cội vẫn thắm rồi xanh lá, cháu con lan tỏa muôn
cửu hiền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp chướng tiêu trừ, thân lành tăng trưởng, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cúi xin ân đức tổ tiên đúc sáng soi đường, cháu con tiến bộ bình an vạn hành. Nguyện cầu cho trăm gái ngàn trai sánh vai cùng trời âu biển á, khỏi hồ đèn giống đồng lớp lớp cháu con công đức ngàn trực. Giữ nếp gia tiên khói hương muôn quả, truyền thống tổ tiên là thế đó. Xin quốc tinh linh, quốc công linh thỉnh, tiên linh thần tổ, quý xin bái lễ, kính lạy tổ tiên, giáng lâm chứng tế. Cháu con Hoàng Đại Tộc đồng kính cáo. Sau khi ra múa lân xong, xin kính mời các cụ không chụp ảnh luôn, không chụp ảnh luôn, không chụp ảnh luôn ạ. Đây các cụ lên đây chụp ảnh luôn ạ. Các cụ chụp ảnh luôn ạ. Đây. Vâng. Đây quay đây, ta bảo quay đây chú ảnh, mới vụ quay đây nè. Chú lên đây đi, chú trưởng động, chú đạo diễn để chụp ảnh đi ạ. Không chụp này, để chụp đây, quay ấy này, quay đây lấy cảnh nhà tổ quay đây. Chụp này là không chụp được, ba cho theo bực ba đứng lên quay về đây để chụp ảnh. Quay mặt ở đây chụp ảnh bao chụp ảnh các cụ ơi, các bác ơi, bao chụp ảnh kia đi.
Vào bái tổ, bái tổ xong đi rồi lui, bái tổ. Cứ vào trong xong đi ra, vào trong. Vào trong đi, đi sang cái bên đấy, bái tổ lôi đấy, đi bái tổ đi, đấy đi bái đi đấy. Tao gõ đi để về đấy. Cứ gõ đi. Bái tổ đây, đi giật lùi cho đây. Để luôn đi. Sân nó hẹp. Đây. Để trống đi. Đây.
để trống luôn, để trống bái luôn đấy, để rồi. Đặt lên, để ra giữa đấy. Vâng. Ông chụp chụp với cả đội lân kìa. Vâng. Dạ. Quá hay. Tao làm cái ở thế mới cảm động. Đấy. Đội lân đâu rồi? Đội lân đâu? Đấy các cụ chụp chụp cùng đội lân ạ. Ta chuẩn bị đạo diễn cho nó vào chụp ảnh đi cùng các cụ luôn. Thằng này, chụp đi.